Hello các bạn, các bạn chắc là đang học tiếng Đức tại trung tâm hay là cùng bạn bè hay là trong câu lạc bộ phải không? Theo Thomas đó là vẫn là cái cách tốt nhất để mà học tiếng Đức. Nhưng mà nhiều khi học viên hỏi Thomas rằng là thầy ơi mình có thể làm sao để mà học thêm phần nghe hay là cái phần nói hay là phần viết được. Tại vì thật ra cái thời gian trong trung tâm này trong lớp cũng không phải là nhiều lắm đúng không? Vì vậy hôm nay Thomas muốn chia sẻ với các bạn vài cái cách để cho các bạn luyện tập kỹ năng hay là luyện tập tiếng Đức tại nhà được luôn. Tại vì sao? Nhiều khi mình cũng không có nhiều thời gian để mà đi đi lại lại được, hay là nó đang dịch và mọi người phải có mặt ở nhà, hay là trong thành phố của các bạn nó không có trung tâm. Thế cái video này sẽ giúp các bạn để mà luyện tập tiếng Đức tại nhà. Chắc là cái kỹ năng khó nhất, phần nghe. Theo Thomas là chắc là nhiều các bạn đã luyện tập cái phần nghe trên YouTube rồi. Nó có nhiều cái kênh giống như Easy German hay là Deutsche Welle, Nico Schwierig, cái phim đó chắc là mọi người cũng coi rồi. Nhưng mà hôm nay Thomas muốn chia sẻ một cái trang web nữa, đó là Slow German. Slow German là cái trang web mà mọi người có thể luyện tập phần nghe được. Họ có nhiều cái bài giống như cái podcast. Nhưng mà cái phần hay là mọi người nói khá là chậm, và mọi người luôn luôn có cái transcript. Nếu mọi người đi vào cái trang đó, mọi người có thể chọn cái phần audio được, và alle episode trong đó mọi người có các cái đề của cái bài đó, của cái trang đó, và sau đó mọi người cứ chọn cái bài đó và sau đó nghe thôi. Theo Thomas là cái trình độ là tầm A2 B1. Và cái cách tốt nhất để mà luyện tập đó, mọi người cứ ấn play nghe cái bài đó. Nếu mà mọi người không hiểu, mọi người có thể đọc theo được. Và sau đó mọi người kể lại cái chuyện đó, hay là mọi người viết ra và nói họ kể lại họ vừa nói cái gì để mà luyện tập các cái từ vựng một lần nữa. Phần thứ hai, expression, phần nói. Thật ra theo Thomas là cái phần tốt nhất là vẫn còn tham gia câu lạc bộ hay là gặp các bạn ở trong quán cà phê và luyện tập cùng nhau, như thế là tốt nhất. Nhưng mà nhiều khi mọi người cũng không có cái môi trường như vậy đúng không? Vì vậy Thomas khuyên một cái trang web đó là italki. Italki là cái trang web mà mọi người có thể học ngôn ngữ nào cũng được, mọi người có thể đăng ký miễn phí được. Và cái phần hay là mọi người có thể tìm Sprachpartner được. Sprachpartner có nghĩa rằng là mọi người kết nối với các bạn khác giống như trên Facebook, và sau đó ví dụ mọi người giúp người khác học tiếng Việt hoặc nói tiếng Việt, và người khác có thể giúp mình bằng tiếng Đức được. Ngày xưa Thomas sử dụng cái đó khá là nhiều về tiếng Pháp và tiếng Anh. Vì vậy mọi người có thể log in miễn phí được, làm cái account miễn phí được và tìm cái partner bạn đó cũng miễn phí được. Nếu mà mọi người còn muốn học thêm, mọi người cũng có thể tìm giáo viên ở trên đó được luôn. Cái đó là cũng tùy người thôi, vài người thích học online một kèm một, và người khác thì thích học ở trung tâm, nó là tùy người thôi. Nếu mà mọi người Thomas gửi cái link ở dưới đó, nếu mà mọi người đăng ký ở đó, mọi người có thể đăng ký miễn phí được. Và sau đó nếu mà mọi người book một cái lớp mà dạng như tìm giáo viên online, thì mọi người sau đó cũng được thêm credit hình như 10 đô hay gì đó. Mà nếu mà mọi người không muốn trả tiền thì mọi người cứ tìm cái partner bình thường thôi. Theo Thomas đó là cái cách tốt nhất để mà tìm người khác, người bản xứ, mà nhờ người khác giúp mình học tiếng Đức và mình có thể giúp họ với tiếng Việt được hay gì đó. Phần thứ ba đó là vocabulary, từ vựng. Chắc là các bạn cũng có nhiều app trên điện thoại để mà học từ vựng đúng không? Giống như Duolingo hay là Verb để mà chia động từ vân 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 vân. Thomas cũng mới được tìm thấy một cái app mới, đó là Ling app. Link app là giống như Duolingo hay là các app khác, mọi người có thể học từ vựng được và sau đó kết nối và match và như thế và mọi người nghe được. Nhưng mà cái phần hay của cái link app, tại sao Thomas sử dụng cái link app đó, là tại vì sau cuối của cái bài đó mọi người có cái hội thoại để mà sử dụng các cái từ vựng mà mọi người đã có rồi trong câu và câu hỏi. Thomas thấy cái đó là khá là hay. Tại vì sao? Nhiều khi mọi người hoặc mình học từ vựng thì mình thuộc cái từ vựng nhưng mà mình không biết mình sử dụng trong câu như thế nào. Vì vậy Thomas thấy là cái phần hội thoại khá là tốt. Và cái phần thứ hai Thomas thấy khá là tốt là nhất là cho tiếng Quảng Đông, họ cũng check cái phần phát âm. Nhiều khi Thomas thấy là phát âm tiếng Quảng Đông khá là khó, nhưng mà họ sẽ phân biệt ra à phần nào Thomas phát âm đúng và phần nào Thomas vẫn còn phải thử lại hoặc sửa lại. Đó là cái phần hay. Thomas mới nhớ ra có một phần nữa, đó là cái bot, có nghĩa rằng là mình có thể viết với cái máy và làm cái hội thoại được, và Thomas có thể luôn luôn chọn được Thomas muốn sử dụng cái format lịch sự hay không lịch sự
và theo cái gì mà Thomas viết ra thì là cái máy trả lời cái đó thì Thomas cũng thấy hay kịch. Và nếu mà mọi người muốn thử cái link app đó, mọi người cứ nhắn cái link ở dưới đó và mọi người được được phép thử cái app đó cho 7 ngày và hai cái đề, và sau đó mọi người có thể thử được mọi người thích cái đó không hay không, nhất là cái phần phát âm Thomas thấy khá là hay và cái hội thoại. Và cuối cùng phần 4 đó là listen, đọc. Thomas thật ra ngày xưa học tiếng Anh bằng cách xem phim Hàn Quốc với English sub và cái subtitle mà bằng tiếng Anh. Và Thomas nghĩ rằng là mình cũng nên tìm cái đó cho tiếng Đức. Nhưng mà giống như bài mà Thomas ngày xưa đã làm cái video khác là nó luôn luôn liên quan về cái đề mà mình muốn, và đúng không? Và Thomas mới tìm ra một cái trang web cho các bạn mà theo Thomas là ai cũng hoặc đa số thích, và đó là anime. Chắc là mọi người ngày xưa cũng xem Doraemon hay là Conan đúng không? Và Thomas hôm nay muốn chia sẻ với các bạn cái trang web đó là AnimeTube. Và trong trang đó mọi người có thể coi anime được bằng tiếng Đức, cái subtitle tiếng Đức. Thật ra là Thomas mới coi cái video của ngày xưa Digimon hay gì đó mà ngày xưa Thomas còn nhỏ, và cái bài hát nó hay cực kỳ, và các cái bài đó cũng có bằng dub, có nghĩa rằng là họ dịch sang tiếng Đức luôn hay là có sub họ viết ở dưới. Theo Thomas đó là cái hai cách mà tốt nhất. Tại vì sao? Nếu mà mình xem anime thì là nó có nhiều cái tập đúng không? Vì vậy mọi người cũng có thể làm quen với cái tiếng được, và nhiều khi mọi người cũng xem cái tập đó bằng tiếng Việt rồi, vì vậy mọi người cũng hiểu cái nội dung sơ sơ được. Nhất là cái phần Conan, Thomas nghĩ rằng là mọi người nên xem và thử bằng tiếng Đức nó có phù hợp với các bạn không. Thế đó là bốn cách mà Thomas cũng sử dụng trong ngày để mà học tiếng Pháp và luyện tập tiếng Pháp hoặc tiếng Quảng Đông. Và Thomas nghĩ rằng cách đó cũng có thể giúp các bạn để mà học tiếng Đức tốt hơn được. Nếu mà mọi người còn có cách khác thì đừng có quên comment ở dưới để cho học viên khác có thể học từ các bạn được nhé. Thomas mong rằng là cái video này giúp các bạn lại có hứng để mà học tiếng Đức. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì đừng có ngại nhắn tin cho Thomas trên Facebook hay là Instagram hay là gì đó, và Thomas cố gắng giúp các bạn để mà học tiếng Đức tốt hơn. Nếu mà mọi người thích cái video này, đừng có quên subscribe và like cái video này và chia sẻ với các bạn nhé. Alles Klar, bis später.